cáo tổng kết hoạt động hội doanh nghiệp quận Thủ Đức năm 2018. 1. Nội dung, kết quả hoạt động hội. Trong năm 2018, hội đã tổ chức được nhiều chương trình và nhiều hoạt động phối hợp cùng với các ban ngành và hiệp hội bạn. Đây là dịp để hội viên của các doanh nghiệp quận Thủ Đức hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh kết nối giao thương và các cơ hội đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh hay tỉnh bạn. Số lượng người tham dự chương trình trên 500 lượt anh chị tham dự trong và ngoài hội. A. Các hoạt động phong trào nổi bật như sau. 1. Chương trình họp mặt hội viên lần 1 năm 2018 diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2018. Số lượng tham dự có hơn 200 doanh nghiệp hội viên và khách mời tham dự chương trình. Trong buổi họp mặt có khu vực giao thương dành cho các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với quy mô 25 gian hàng tham gia giao thương. Ngày 12 tháng 4 năm 2018, phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp với lãnh đạo quận Thủ Đức. Có gần hơn 150 doanh nghiệp tham dự cùng các đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của quận. Lãnh đạo quận lắng nghe và chia sẻ những tâm tư, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đồng thời cũng là dịp tăng cường mối thâm tình giữa cơ quan ban ngành quận với doanh nghiệp. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết giữa Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức cùng Phòng Kinh tế quận về hoạt động gắn kết doanh nghiệp với các phòng, ban ngành và đồng hành cùng doanh nghiệp. 3. Ngày 31 tháng 5 năm 2018, lễ kết nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Quy mô hơn 100 doanh nghiệp và đại diện các ngân hàng thương mại trong địa bàn quận Thủ Đức. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Lệnh, trưởng phòng tổng hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thông tin đến hội nghị về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tại chương trình đã kết nối 4 doanh nghiệp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thủ Đức với hạn mức tín dụng là 70 tỷ đồng. 4 doanh nghiệp khác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn với hạn mức tín dụng 334 tỷ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thủ Đức ký kết hạn mức tín dụng với 18 doanh nghiệp là 80 tỷ đồng. 4. Ngày 24 tháng 8 năm 2018 diễn ra chương trình họp mặt hội viên lần 2 năm 2018 với hơn 220 doanh nghiệp hội viên và khách mời tham dự. Trong buổi họp mặt có khu vực giao thương dành cho các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với quy mô trên 20 gian hàng tham gia giao thương. Đồng thời, chương trình có phần giao lưu, chia sẻ của ông Đặng Văn Thành, nguyên sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn TTC với chủ đề kinh nghiệm điều hành và quản trị doanh nghiệp. 5. Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức có buổi tham gia định kỳ các doanh nghiệp hội viên nhằm xây dựng tinh thần gắn kết với hội viên cũng như tìm hiểu các nguyện vọng hội viên khi tham gia hội. Để hội có thể xây dựng các hoạt động thiết thực với hội viên và doanh nghiệp, đoàn đến thăm 3 doanh nghiệp. 1. Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Hoàng Sang Group. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam An Phát. 3. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, Sacombank chi nhánh Đông Sài Gòn do anh Lê Quốc Hội, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn. 6. Ngày 27 tháng 9 năm 2018, kết hợp với Bảo hiểm Bảo Việt tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ về chủ đề Tinh thần doanh nhân 4.0. Chương trình diễn ra với sự tham gia của diễn giả Tô Hoàng Quân. 7. Ngày 13 tháng 10 năm 2018, kết hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức tổ chức họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. 8. Đi thăm và chúc mừng các trường trên địa bàn quận Thủ Đức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. 9. Bên cạnh đó, hội cũng thường xuyên tổ chức các chương trình giao thương, xúc tiến thương mại với các hiệp hội tỉnh bạn hoặc vào các dịp họp mặt. Đây là dịp để hội viên của các doanh nghiệp quận Thủ Đức hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh kết nối giao thương và các cơ hội đầu tư tại tỉnh bạn. 10. Chương trình cà phê sáng thứ bảy trong năm 2018 được hội quan tâm và duy trì tổ chức thường xuyên với các chủ đề đất đai, nhà xưởng, thủ tục ngân hàng, các chính sách ưu đãi doanh nghiệp được các hội viên hưởng ứng tích cực. 11. Về mặt tinh thần, thực hiện chủ trương tinh thần gắn kết tỉnh thân, hội thường xuyên tổ chức các đoàn tới thăm hỏi, chúc mừng khai trương, đồng thổ các dự án, chi nhánh mới công ty của các anh, chị hội viên. Ngoài ra, hội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm mừng sinh nhật của các thành viên trong tháng, qua đó làm tăng thêm sự gắn bó, thâm tình giữa các hội viên. B. Các hoạt động thể dục thể thao, văn thể mỹ. Ngoài các hoạt động hội thảo, chuyên đề định kỳ, hội cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và văn thể mỹ nhằm tăng cường thể chất và giao lưu đối với học viên và cán bộ công nhân viên chức trong doanh nghiệp hoặc tham gia giao lưu với các phong trào của hiệp hội bạn tổ chức cụ thể. 12. Ngày 26 và ngày 27 tháng 5 năm 2018,
hội đã tổ chức giải tennis cúp TBA lần thứ 2. Đây là một trong những hoạt động định kỳ hàng năm với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các thành viên trong hội doanh nghiệp với nhau và giữa các hiệp hội với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận. Tại giải lần này, quy tụ 28 cặp vận động viên tham gia thi đấu. 13. Ngày 4 tháng 8 năm 2018, hội đã tổ chức giải bóng đá mini Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức lần thứ 4, Cúp Máy Phát điện miền Nam. Đặc biệt, tổ chức thành công giải bóng đá Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức lần thứ 4, Cúp Máy Phát điện miền Nam với 32 đội tham gia thi đấu. Chiếc cúp vô địch thuộc về đội bóng đá của công ty trách nhiệm hữu hạn QVT. 14. Ngày 9 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 năm 2018, tham dự giải HUBA Football Tona Cup 2018, giải được tổ chức vào tháng 9, tháng 10, với sự tranh tài của 71 đội bóng. Với tinh thần chiến đấu cao, nghiêm túc, đội bóng của Hội Doanh nghiệp Thủ Đức đã xuất sắc giành chức vô địch trong mùa giải lần này, với số tiền thưởng là 50 triệu đồng, cộng vượt phản lưới, cộng thủ môn xuất sắc. 15. Ngày 11 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2018, tổ chức giải tiếng hát karaoke Mic Vàng, Bảo vệ Cường Thịnh. Chương trình diễn ra sôi nổi với 45 tiết mục thi và có 13 giải thưởng dành cho các thí sinh. Quán quân của giải thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn Clarit. C. Các hoạt động công tác từ thiện với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay chia sẻ vì cộng đồng. Được sự ủng hộ tích cực của các anh chị hội viên, hội đã tổ chức được nhiều hoạt động thiện nguyện mang giá trị nhân văn sâu sắc. Ngoài ra, còn trao tặng nhiều phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cho trẻ em nghèo hiếu học. Đặc biệt, tháng 5 năm 2018, vận động doanh nghiệp đóng góp trao phần thưởng cuối năm học cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn quận. Ủng hộ Đại hội Hội Nông dân quận Thủ Đức ngày 1 tháng 6 năm 2018 với số tiền 10 triệu đồng. Ủng hộ Hội Phụ nữ quận Thủ Đức tổ chức chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam mùng 8 tháng 3, 20 triệu đồng. Ủng hộ Liên đoàn Lao động tổ chức chương trình trung thu cho trẻ em nghèo, số tiền 10 triệu đồng. Trao học bổng Quỹ khuyến học đợt 1 với số tiền là 100 triệu đồng. Vận động các doanh nghiệp hội viên đóng góp vào Quỹ khuyến học quận, số tiền 331 triệu đồng. Các doanh nghiệp hội viên chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 11 phường trên địa bàn quận Thủ Đức. Kế hoạch hoạt động năm 2019. 1. Tháng 1. Họp ban chấp hành để báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019. Tháng 2. Thăm và chúc Tết doanh nghiệp hội viên nhân dịp đầu xuân mới. Tháng 3. Chương trình tân niên, họp mặt hội viên lần thứ nhất năm 2019. Chủ đề: Kết nối và phát triển. Tháng 4. Giải tennis Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức chào mừng 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Chương trình cà phê sáng thứ 7 theo chủ đề: Tổ chức thăm hội viên. Tháng 5. Chương trình các caravan. Tổ chức các caravan kết hợp giao lưu xúc tiến thương mại với Hội Doanh nghiệp Đắk Nông về chủ đề: Đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác và giới thiệu sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo quản, chế độ nông sản thực phẩm, dược liệu sau thu hoạch. Chương trình cà phê sáng thứ 7 theo chủ đề. Tháng 6. Du lịch hội viên và gia đình. Tổ chức sinh nhật hội viên tháng 4, 5, 6. Xúc tiến thương mại cùng Hội Doanh nghiệp Bình Thuận. Hợp tác đầu tư, tìm kiếm cơ hội giao thương trong lĩnh vực nông sản thực phẩm, thủy sản, giới thiệu máy móc công nghệ kỹ thuật. Tháng 7. Tổ chức chương trình tình nguyện trao quà cho các em học sinh nghèo trước thềm năm học mới, vùng sâu vùng xa, biên giới. Địa điểm: Bình Phước, Đồng Nai. Thăm doanh nghiệp thành công. Tháng 8, tổ chức giải bóng đá mini TBA. Địa điểm: Sân bóng đá Nhà văn hóa thiếu nhi quận Thủ Đức. Số đội dự kiến: 32 đội. Họp mặt hội viên lần 2 năm 2019. Chương trình cà phê sáng thứ 7 theo chủ đề. Tháng 9, chương trình chào mừng ngày 2 tháng 9 tham gia giải đá banh do HUBA tổ chức. Ban thể thao tham gia vào thành phần ban tổ chức của giải HUBA Football Cup. Tháng 10, tổ chức chương trình chào mừng ngày hội doanh nhân 13 tháng 10 kết hợp với Ủy ban Nhân dân quận, tổ chức tiệc mừng ngày doanh nhân 13 tháng 10 kết hợp tổ chức sinh nhật hội viên tháng 10, 11 năm 2019, tổ chức giải gôn TBA. Tháng 11, tổ chức cuộc thi hát karaoke, đi thăm và chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam ở các trường trên địa bàn, họp ban chấp hành tổng kết hoạt động hội, thăm doanh nghiệp hội viên. Tháng 12, tổ chức tất niên kết hợp sinh nhật cho các hội viên tháng 12, kết nạp hội viên mới.